nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Bao người chê cười, mà con vẫn hân hoan. Cho dù bao tuổi nhung, cứ đỗ trên hình con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Bao lời kinh biển mà con vẫn hăng say, lo việc luôn chu toàn lắm kẻ lăng mà con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Bao điều khôn cùng dần trên mỗi thân con, không làm con sao động chơi bỏ muôn việc chưa trao. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Đi về giao điểm lời ca mãi vang xa, luôn nhiệt tâm đêm ngày những việc trong nhà cha. Con là Anna Nguyễn Thị Thủy, 50 tuổi, ở Đồng Tháp. Con xin nói với Chúa là mỗi ngày con đều tạ ơn Chúa đã ban cho con một gia đình có người chồng biết lo làm ăn, yêu thương vợ con, những đứa con ngoan hiền. Và mới đây là con sẽ nhận được ơn Chúa lòng thương xót là chồng con đã bỏ 23 năm không đi lễ, mà nhờ cái máy của cha mà bây giờ cầu con đã đi lễ trở lại. Con kể câu chuyện với chồng con là đạo gốc hay là đạo theo? Chồng con là đạo theo, bên chồng con là đạo Phật. Mà thật sự là sau khi nghe máy thì chồng con nói là nói gì đâu mà sàm sàm không hiểu. Con mới nói là anh không hiểu, từ từ anh sẽ hiểu. Mà bây giờ là chồng con đã ghiền luôn rồi. Bây giờ chồng con muốn đến đây là mua cho ảnh một cái sim, là một cái thẻ nhớ, là 1.200 bài giảng của cha tặng về cho ảnh nha. Thưa chị em, nghe 500 bài giảng mà chưa đã, chưa tới 1.200 bài. Thực sự thì tôi có cái sim mà 1.200 và có cái sim là 1.000, nhưng mà không dám phát hành vì lý do là nó nhiều quá. Cho nên chị em mà nghe mà tới 1.000 bài giảng thì nghe chịu không nổi. Chúa bảo là còn nhiều điều thầy phải nói với các con, nhưng mà bây giờ sợ các con không chịu nổi. Thánh Thần sẽ đến và dạy các con mọi điều mà chúng ta thấy khi mà Chúa Thánh Thần làm thì đúng như Đức Mẹ nói rằng Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều lạ lùng. Hôm nay Chúa làm một cái điều lạ lùng là một người 23 năm nhất định không tin Chúa, nhất định không tin đạo. Và 23 năm cái mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót này thì anh ấy nhất định là anh ấy không chịu nghe. Anh ấy nói là bà sản. Rồi con đưa máy này cho anh được khi lúc nào thì mới chịu nghe để anh ấy ghiền. Tại vì giấc đầu con chỉ bắt giấc tối, ban ngày thì con không rảnh thời gian. Bây giờ con bắt sáng lên luôn. Giờ anh nói là ảnh cần một cái thẻ nhớ rằng ảnh đi vô đồng, ảnh vừa làm vừa nghe. Vô đồng làm vườn hết chứ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy cái hình ảnh đẹp chỉ có Chúa mới làm được cái điều lạ lùng như vậy. Hồi xưa 500 bài không thèm nghe, mà bây giờ đòi tới 1.200. Nguyên cái đó là cái lạ lùng mà bây giờ đem vào trong vườn mà vừa làm vừa nghe. Ngay cả người công giáo, ngay cả linh mục tu sĩ, ngay cả những người đạo gốc này, thực sự mấy người mà chịu nghe và đã nghe được hết 500 bài giảng chưa? Chứ đừng có nói gì mà tới 1.200 bài như anh này. Cái anh mà bỏ Chúa hơn 20 năm rồi ở Đồng Tháp. Phải Đồng Tháp không? Thưa anh chị em, Đồng Tháp 10 quê tôi. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là
khi mà Chúa ra tay, khi mà Chúa Thánh Thần hoạt động thì sức mạnh nó lạ lùng, nó kỳ diệu lắm thưa anh chị em. Nó hơn những cái gì mình có thể nghĩ, có thể tưởng được. Bây giờ lát nữa tôi lễ xong tôi sẽ gặp chị để tôi cho một, tặng một cái máy tính điện xin là 1.000 bài giảng nha. Bữa nay con đi với đoàn xe của con là 3 chiếc xe 55 người, mà Chúa cũng thử thách là một chiếc thì lên đường cao tốc bị hư, còn một chiếc của con thì đi lạc đường hoài, tài xế không biết đường đi, là một chiếc tới trước. Bây giờ con mời được 40 người ngoại và 15 người đạo là đi, một ngày nay là 55 người. 40 người ngoại rồi. Đâu vai trong nhóm 40 người, ai lấy người ngoài đạo hôm nay đi rồi giơ tay cơ. Kìa, nguyên rồi là nguyên mang ở thuyền chèm. Rồi giơ tay cao lên cơ, 40 người ngoại, và đây những anh chị em nào ngoại đạo hết giơ hết tay lên rồi hôm nay đi. Đến với chúng tôi, riêng một tròng hoa chơi cao lên coi. Rồi, một tròng hoa tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi, chúng tôi sẽ gửi tặng cho anh chị em ngoại đạo với mỗi người một cái máy nha. Để anh chị em đi về và tiếp tục đi loan truyền động thương cho Chúa cho mọi người. Bây giờ... chị về chị tặng cho anh một bộ sách những lá thư không gửi nha, tặng cho anh ấy, nói là của cho Long gửi tặng cho anh nha. Chúc mừng anh đứa con 23 năm đã quay về với lòng thương xót của Chúa. Bây giờ con đến đây tạ ơn Chúa và con cũng xin cầu nguyện cho ba con năm nay con 85 tuổi, có đi ở đây nữa giờ không biết chờ ba ở đâu. Nhưng mà nỗi lo của bà con là... Rồi, ông cụ 85 tuổi mà vẫn đi chung, anh chị em thấy đây là tặng chị một cái sim. Ôi, đừng có nói nhiều. Cái sim 1.000 bài giảng, cầm đấy. Rồi, đi về, bình an. Các bạn nhận lên, không khóc lóc gì cả. Đi. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Bao người chê cười, mà con vẫn hân hoan. Cho dù bao tuổi nhung, cứ đổ trên mình con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Bao lời kinh viện mà con vẫn hăng say, lo việc luôn chu toàn, lắm kẻ lăn mà con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Bao điều khôn cùng dồn trên mỗi thân con, không lòng con sao động chơi bỏ muôn việc Chúa trao. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Đi về giao điểm lời ca mãi vang xa, luôn nhiệt tâm đêm ngày những việc trong nhà cha. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son.